Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề những lưu ý cho trẻ đi chơi Tết khi trời lạnh. Thưa quý vị và các bạn, vào dịp Tết không khí lạnh ẩm ướt có thể khiến trẻ dễ mắc các bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, để giúp con hạn chế mắc các bệnh về đường hô hấp khi đi chơi Tết, cha mẹ cần phải hết sức lưu ý và chăm sóc trẻ kỹ lưỡng. Dưới đây là một số lưu ý cần thiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và đời sống của Bộ Y tế. Nên hạn chế cho trẻ dưới 12 tháng tuổi ra ngoài. Không chỉ không khí ẩm ướt, lạnh, mưa phùn, mà khi ra ngoài trẻ còn phải hít bụi, hít khói xe, nên rất dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm họng, ho, chảy nước mũi. Đặc biệt với trẻ dưới 12 tháng tuổi, sức đề kháng còn yếu, nên rất dễ bị virus tấn công. Vì vậy, mẹ nên đợi thời tiết ấm hơn nếu muốn cho trẻ ra ngoài để bảo vệ sức khỏe của con. Thời tiết quá nắng hay lạnh đều không nên đi chơi. Theo các bác sĩ, thời tiết quá nắng hay lạnh đều không nên cho trẻ ra đường vì cơ thể trẻ sẽ không kịp thích nghi với nhiệt độ bên ngoài nên rất dễ bị bệnh. Trời quá lạnh sẽ khiến trẻ dễ mắc các bệnh về hô hấp. Trời quá nắng, trẻ sẽ bị cảm nắng, sốt. Không cho trẻ đi chơi khuya. Tết là cơ hội để cha mẹ gặp gỡ, giao lưu và có thể vui chơi quên thời gian. Tuy nhiên, nếu bạn dẫn trẻ đi cùng thì hãy vui chơi chừng mực và nên đưa trẻ về sớm. Tuyệt đối không nên cho trẻ đi chơi khuya vì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. Đặc biệt trẻ dưới 12 tháng tuổi, giấc ngủ từ 22 giờ tới 2 giờ rất quan trọng cho sự phát triển não bộ và chiều cao của trẻ. Không cho trẻ chơi lâu ngoài trời, mặc dù thời tiết ngoài Bắc âm u, lạnh, ra ngoài trời không khiến chúng ta cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, cha mẹ cũng không nên cho trẻ chơi lâu ngoài trời, vì chơi lâu ngoài trời sẽ khiến con dễ bị cảm lạnh hoặc cảm nắng. Đặc biệt, với thời tiết như hiện nay, tuyệt đối không cho trẻ ngồi ghế trước của xe máy phóng vù vù, trẻ rất dễ cảm lạnh. Tốt nhất, nhà có trẻ nhỏ trong thời tiết lạnh giá này nên đi ô tô, phương tiện công cộng như xe buýt, xe khách, đi bộ. Đừng nên vượt quãng đường 50-60 km bằng xe máy về quê chơi. Đến điểm du lịch sẽ rất vất vả cho trẻ. Mặc quần áo phù hợp với thời tiết. Nếu trời lạnh, mẹ nên mặc đủ ấm cho trẻ để tránh con bị cảm lạnh. Trời nắng thì nên mặc quần áo chất liệu thoáng mát, dễ thấm mồ hôi để trẻ thoải mái vui lễ. Thấy trẻ chơi lâu cần cho trẻ nghỉ ngơi. Kiểm tra quần áo, nếu trẻ nóng quá nên cởi bớt hoặc lau mồ hôi cho trẻ để con không cảm thấy bí bách khó chịu. Mang khẩu trang, kính mát cho trẻ khi ra ngoài. Dù trời nóng hay lạnh, mẹ cũng cần mang khẩu trang và kính mát cho trẻ khi đi chơi lễ. Vì kính mát và khẩu trang không chỉ chống nắng, mà nó còn hiệu quả trong việc chống lạnh. Nhờ vậy trẻ sẽ không hít phải khói bụi, không bị gió tạt vào mắt, mũi, miệng, phòng viêm họng ở trẻ. Ngoài ra, khi đi chơi lễ ở những nơi đông người, đeo khẩu trang sẽ giúp phòng bệnh lây qua đường hô hấp cho con. Chú ý vệ sinh ăn uống cho trẻ. Khi ra ngoài, một số cha mẹ sẽ mang theo đồ ăn, một số khác mua đồ ăn tại nơi đến. Vì vậy, cần phải chú ý vệ sinh ăn uống cho trẻ để phòng bệnh về tiêu hóa. Đặc biệt trước khi ăn, mẹ cần yêu cầu trẻ rửa tay sạch sẽ để tránh bị bệnh về tiêu hóa vì vi khuẩn ở tay tấn công. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, xin giới thiệu tới quý vị 7 điều cần lưu ý để trẻ luôn khỏe mạnh trong những ngày Tết. Mời quý vị cùng theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.